Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chủ đề trại giam, cuộc sống trong tù, khu biệt giam luôn là đề tài nóng hổi thu hút nhiều bạn đọc. Thời gian qua, đã có không ít những vụ việc tử tù trốn khỏi khu biệt giam gây rúng động dư luận. Vậy cuộc sống trong khu biệt giam của tử tù chờ thi hành án cũng như việc giám sát tử tù như thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Buồng biệt giam bị theo dõi 24/24 giờ. Mỗi ngày tử tù được mở cùng chân không quá 15 phút để làm vệ sinh cá nhân. Theo thông tư quy định, việc quản lý, giam giữ người bị kết án tử hình có hiệu lực từ 20 tháng 8 năm 2012. Trại tạm giam phải tổ chức khu vực riêng để giam người bị kết án tử hình và phải có biển ghi rõ là khu giam người bị kết án tử hình. Buồng giam người bị kết án tử hình phải được xây dựng kiên cố theo mẫu thống nhất của Bộ Công an, bảo đảm đủ ánh sáng, có cùm chân. Khu vực buồng giam phải được trang bị phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ để theo dõi, giám sát nghiêm ngặt, chặt chẽ 24/24 giờ. Mọi sinh hoạt của người bị kết án tử hình được thực hiện trong buồng giam. Trường hợp người bị kết án tử hình có biểu hiện tự sát, chống phá, trốn khỏi nơi giam hoặc có hành vi nguy hiểm khác thì có thể bị cùm một chân cả ngày đêm 24/24 giờ. Mỗi tuần được đổi cùm chân ít nhất một lần. Mỗi ngày được mở cùm chân một lần, mỗi lần không quá 15 phút để người bị kết án tử hình làm vệ sinh cá nhân. Hàng ngày cán bộ quản giáo phải kiểm tra người vào buồng giam, kiểm tra suốt móng cùm người bị kết án tử hình để kịp thời phát hiện, thu giữ những vật cấm đưa vào. Khi mở cửa buồng giam, mở cùm chân, cán bộ quản giáo phải trực tiếp mở và đóng khóa. Việc kiểm tra người buồng giam suốt móng cùm chân, mở đóng cửa buồng giam, tình trạng sức khỏe, biểu hiện tâm lý đều phải ghi vào sổ theo dõi. Việc mở khóa cùm phải được sự đồng ý của giám thị trại tạm giam. Khi cán bộ quản giáo mở cùm chân phải có cán bộ hoặc chiến sĩ vũ trang bảo vệ giám sát chặt chẽ. Nếu đi bệnh viện khám và điều trị, người bị kết án tử hình vẫn phải cùm chân, có buồng riêng, giám sát thật nghiêm ngặt chặt chẽ. Tử tù khi gặp người thân cũng phải qua vách ngăn, có giám sát, bị cùm chân trong suốt thời gian này. Thưa quý vị, mới đây nhất, vụ việc về tử tù mắc COVID-19 trốn trại gây hoang mang dư luận. Chỉ trong vòng 12 giờ, cơ quan công an đã bắt giữ được đối tượng. Quá trình trinh sát hình sự bắt giữ tử tù mắc COVID-19 vượt ngục diễn ra nhanh và an toàn. Sau khi di lý về trại giam, các trinh sát này được đưa đi cách ly. Liên quan đến vụ tử tù nhiễm COVID-19 Nguyễn Kim An, sinh năm 1995, quê Bình Thuận, trốn khỏi trại giam Chí Hòa, bị bắt lại sau hơn 2 ngày lẩn trốn. Thượng tá Trần Văn Hiếu, trưởng phòng cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đến nay đã làm rõ lời khai và xác định An không có đồng phạm giúp sức trong quá trình bỏ trốn. Ngoài việc làm rõ xử lý An về hành vi trốn khỏi nơi giam giữ, Công an thành phố Hồ Chí Minh đang xem xét xử lý về hành vi làm lây lan dịch bệnh, nếu xác định hậu quả nghiêm trọng. Đến nay xác định quá trình giam giữ tại trại giam Chí Hòa chờ thi hành án tử hình vì phạm tội giết người, cướp tài sản, Nguyễn Kim An đã nhiễm COVID-19. Khi đưa qua cách ly ở bộ phận y tế, lợi dụng sơ hở của các cán bộ canh gác, An đã bỏ trốn. Thượng tá Hiếu cho hay những ngày bỏ trốn, Hiếu lang thang khắp các quận ở thành phố Hồ Chí Minh như quận 10, Tân Phú, Bình Thạnh, thành phố Thủ Đức. Hơn 2 ngày vạ vật ăn bờ ở bụi, An vẫn có tiền xài và có một điện thoại cũ để sử dụng. Đến nay khi bị bắt giữ, An khai dọc đường có gặp người dân để xin nên được cho tiền và cả điện thoại. Được biết khi đi bộ lang thang, An có xách theo một bịch đồ, mặc quần jean, áo thun, mang dép, đeo khẩu trang và đi bộ khập khiễng do thương tích ở chân. Hễ thấy chốt kiểm dịch của cơ quan chức năng, An lập tức né tránh di chuyển đường khác. Trong đêm ngày 15 tháng 7, An đã gặp ông Đỗ Xuân Tuyên, sinh năm 1965, là xe ôm, người giao hàng ở thành phố Thủ Đức, nên đã nhờ ông chở đi tìm chỗ ngủ. Sau đó thì xin về tá túc tại nhà ông. Vì biết ông Tuyên nghi ngại nên xem tin tức trên TV về truy nã tử tù vừa trốn ngục, nên tầm 1 giờ rạng sáng ngày 16 tháng 7, An lấy cớ bỏ đi, mục đích là tìm đường về Bình Dương. Tuy nhiên, khi vừa bước ra cửa, An bị trinh sát phục kích bắt giữ tại quốc lộ 1, đoạn qua phường Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức. Khi An bỏ trốn khỏi nơi giam giữ, chiều 15 tháng 7, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra,
PC01 Công an Thành phố Hồ Chí Minh phát đi thông báo truy nã. Sau đó không lâu, nhiều tờ báo và mạng xã hội đều đăng tải tin tức và hình ảnh của An. Lúc này, Phòng Cảnh sát Hình sự chính thức nhập cuộc phối hợp cùng Cục Cảnh sát Hình sự C02 Bộ Công an các quận, huyện, thành phố Thủ Đức tiến hành truy bắt. Hàng trăm trinh sát của các đơn vị được huy động. Lần theo dấu vết của đối tượng, chúng tôi nhận cả trăm tin nhắn có giá trị của người dân cung cấp, cho rằng đã thấy tiếp xúc với người có nhân dạng giống Nguyễn Kim An. Những tin rất có giá trị cho việc khoanh vùng, xác định tung tích của An. Thượng tá Hiếu cho hay, nhiều bệnh viện khu cách ly cũng được các trinh sát rà soát kỹ lưỡng, đề phòng đối tượng An lọt vào đây lẩn trốn. Trích xuất hình ảnh camera an ninh đường phố ở nhiều địa bàn, trinh sát phòng PC02 cuối cùng đã khoanh vùng được khu vực An xuất hiện gần nhất. Dấu vết càng rõ khi trinh sát theo dấu được người xe ôm đưa đón An trước nhà thiếu nhi thành phố Thủ Đức, rời đi và sau đó trở về nhà trọ của ông ở phường Hiệp Bình Phước. Khi mục tiêu đã được xác định rõ, Thượng tá Trần Văn Hiếu trực tiếp dẫn hơn 10 trinh sát hình sự đi phục kích. Đến 1 giờ sáng ngày 16 tháng 7, khi tổ trinh sát nghiên cứu đặc điểm khu nhà trọ để lên kế hoạch bắt giữ, thì đúng lúc An từ biệt chủ nhà rời đi. Khi An đứng ở ven quốc lộ 1, trinh sát hình sự với vai là thường dân, xe ôm công nghệ đã tiếp cận bất ngờ, quật ngã và bắt giữ. Để đảm bảo an toàn phòng dịch, các trinh sát đã phải mặc đồ bảo hộ y tế cho An. Nhưng người này chống trả quyết liệt. Do An đã nhiễm COVID-19 nên trong quá trình vây bắt, một số trinh sát được xem là tiếp xúc gần khi trực tiếp khống chế. Vì vậy, ngay trong sáng 16 tháng 7, nhóm trinh sát này đã phải đi cách ly và phải xét nghiệm y tế theo quy định. Một trong những người đầu tiên mà tử tù gặp trên đường trốn chạy, cố gắng tiếp cận để nói chuyện là anh HTT, 39 tuổi, ngụ tại quận 10. Kể lại giây phút giáp mặt trò chuyện với tên tội phạm nguy hiểm, anh T vẫn khá lo lắng. Nhân chứng cho biết khoảng 21 giờ ngày 13 tháng 7, anh đang ngồi một mình trong nhà, cách trại giam Chí Hòa khoảng 400m, thì có một nam thanh niên đeo khẩu trang, đi bộ ngang hỏi đường về chung cư Nguyễn Thiện Thuật, quận 3 và xin nước uống. Không hề biết người này là tử tù Nguyễn Kim An vừa trốn khỏi trại giam, anh T nhiệt tình chỉ đường và lấy nước cho người này uống. Rời đi khoảng 20 phút thì anh ta tiếp tục quay trở lại, ngồi trước hiên nhà để nói chuyện với anh T. Lúc đó đối tượng mặc áo thun màu đen, cầm một túi ni lông, dáng người khỏe mạnh bình thường. Người này hỏi tôi ở với ai và nhiều chuyện khác. Tôi thấy bất thường quá nên chủ động tránh xa 5-6m cho an toàn. Anh T nhớ lại. Đến tối ngày 15 tháng 7, anh T đọc thông tin trên báo chí về một tử tù mắc COVID-19 vừa trốn khỏi trại tạm giam Chí Hòa. Tôi nhớ kỹ lắm, thấy người này cắt tóc ngắn và khuôn mặt rất giống với đối tượng mà Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang truy nã, nên gọi ngay cho Phòng Cảnh sát Hình sự để thông báo, cung cấp clip camera an ninh cho cơ quan điều tra. Anh T kể, ngay trong đêm, anh T được nhân viên y tế tới lấy mẫu xét nghiệm và kết quả anh âm tính với COVID-19. Hiện tại thì anh T đang cách ly tại nhà. Thưa quý vị, đêm ngày 10, rạng sáng ngày 11 tháng 9, tử tù Nguyễn Văn Tình và Lê Đức Thọ, tức Thọ Sứt, đã lợi dụng sơ hở, phá cùm chân, đào tường buồng giam số 3, khu D và trốn thoát khỏi trại tạm giam T16. Vụ việc đã gây chấn động trong dư luận, đặc biệt về khả năng đào thoát ra ngoài buồng biệt giam trong tình trạng bị cùm chân của hai tử tù. Vụ việc này cũng là bài học xương máu trong việc giám sát, canh giữ tử tù. Hành trình đào tẩu, chạy trốn của hai tên tử tù này như thế nào? Mời quý vị cùng chúng tôi theo dõi ngay sau đây. 9 giờ 45 phút ngày 11 tháng 9, nhận được tin báo, hai tử tù Lê Văn Thọ, Thọ Sứt và Nguyễn Văn Tình trốn khỏi trại tạm giam T16, Bộ Công an. Đại tá Trần Anh Tuấn, Giám đốc, Đại tá Phùng Tiến Triển, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Sơn La đã triệu tập các cuộc họp khẩn cấp với sự tham gia của các đơn vị chức năng PC44, PC45, PC47, PC52, PA71, PK20, PC67, PV11, Công an huyện Mộc Châu, Vân Hồ, phân tích, nhận định tình hình liên quan đến địa bàn Sơn La và hai đối tượng trốn trại. Cả hai tử tù đều có liên quan đến địa bàn Sơn La. Thọ Sứt hoạt động phạm tội vừa mua ma túy vừa là đối tượng hình sự đặc biệt nguy hiểm. Hắn đã từng gây án bắt cóc cháu Sồng Thị Giang đòi tiền chuộc ở địa bàn Lũng Xá, Tà Dê của xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ.
Đối tượng Nguyễn Văn Tình là đệ tử chân tay đắc lực của đối tượng Nguyễn Thanh Tuân, hiện là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, đang ẩn náu tại Tà Dê. Do vậy, 99% Tình sẽ tìm đường để trở về với Tuân ở Tà Dê, Lóng Luông. Thọ Sứt có thể cũng sẽ theo Tình lên đây để trú ngụ tạm thời. Có thời cơ sẽ vượt biên sang Lào. Tình huống này ít có khả năng hơn bởi vì Thọ đã từng gây án và có sự thù hận của một số đối tượng ở bản Lũng Xá. Là giới giang hồ nổi tiếng, không dễ gì, Thọ phải chui lủi nhờ cậy vào Nguyễn Thanh Tuân. Quá trình hai đối tượng lẩn trốn sẽ triệt để lợi dụng mối quan hệ của gia đình, đồng bọn trước đây để cung cấp tiền, phương tiện, vũ khí phục vụ cho việc chạy trốn. Từ nhận định trên, giám đốc, phó giám đốc, thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra chỉ đạo Công an Sơn La phải làm chủ địa bàn để triển khai lực lượng kiểm soát tất cả các ngả đường đến Sơn La. Hướng trọng điểm là từ Hòa Bình theo quốc lộ 6 đến huyện Mai Châu, huyện Vân Hồ đến Tà Dê, Lũng Xá. Hướng thứ hai là từ Sơn Tây đến huyện Phù Yên, qua bến phà Vạn Yên đến Vân Hồ, vào Tà Dê, Lũng Xá. Cũng có thể đối tượng đi qua thị trấn Bắc Yên đến Còi Nòi, Mai Sơn, di chuyển đến Mộc Châu, Vân Hồ và Tà Dê, Lũng Xá. Ngoài hai hướng kể trên, ban giám đốc nhận định cũng có thể là đối tượng sẽ vọt lên Yên Bái, Lào Cai, rồi quay lại qua huyện Quỳnh Nhai, Mường La, xuống Mộc Châu, Vân Hồ vào Tà Dê, Lũng Xá. Do tính chất đặc biệt nghiêm trọng từ hai tử tù trên và nhận định đối tượng sẽ lên địa bàn Sơn La lẩn trốn. Để chủ động đón chặn, bắt giữ kịp thời, Giám đốc Công an tỉnh Sơn La quyết định thành lập tiểu ban chỉ đạo lực lượng kiểm soát, đón chặn, bắt giữ tên tử tù do Đại tá Phùng Tiến Triển, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, làm trưởng tiểu ban, trực tiếp chỉ huy. Lực lượng tham gia ban đầu gồm có 200 cán bộ, chiến sĩ của các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an các huyện Mộc Châu, Vân Hồ, Phù Yên, Mai Sơn, Yên Châu tập trung tại 11 điểm chốt đón chặn các tuyến đường. Đồng thời, dùng các biện pháp nghiệp vụ để xác định hai đối tượng này đã đến địa bàn Tà Dê, Lũng Xá và đã liên lạc với đối tượng Tuân hay chưa. Đến 14h30 ngày 11 tháng 9, lực lượng vây bắt đón chặn của Công an Sơn La đã có mặt tại 11 điểm để làm nhiệm vụ. Sáng ngày 12 tháng 9, lãnh đạo Bộ Công an triệu tập cuộc họp khẩn cấp với các tổng cục, cục nghiệp vụ và công an các địa phương liên quan. Tại cuộc họp này, Đại tá Phùng Tiến Triển đã báo cáo đánh giá tình hình liên quan đến địa bàn Sơn La và phương án chặn bắt các đối tượng. Thực hiện chỉ đạo của Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an Sơn La đã huy động thêm 100 cán bộ chiến sĩ, áp dụng triệt để các biện pháp nghiệp vụ, địa bàn trọng điểm là xã Lóng Luông và các vùng phụ cận. Do nhận định chính xác đối tượng sẽ tìm con đường gần nhất để vào Tà Dê, Lũng Xá, nên ta đã bố trí lực lượng đón chặn ở tất cả các tuyến đường, từ Mai Châu lên Vân Hồ, chia làm 3 vành đai, gồm lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát truy nã, cảnh sát cơ động, kiểm tra các phương tiện lưu thông trên các tuyến đường. Lực lượng chặn các đường ngang, đường tiểu ngạch hướng về Lóng Luông, Tà Dê, Lũng Xá. Lực lượng tinh gọn, giỏi võ thuật trực tiếp tiếp cận xung quanh địa bàn Tà Dê, Lũng Xá, nơi đối tượng Tuân trú ngụ. Với tinh thần trách nhiệm cao và quyết tâm phải bắt bằng được đối tượng nếu xuất hiện tại địa bàn Sơn La, Đại tá Phùng Tiến Triển đã trực tiếp có mặt tại hiện trường cùng lãnh đạo Cục C-47 phối hợp với các cục nghiệp vụ của Bộ Công an. Công an tỉnh Hòa Bình chỉ đạo lực lượng vây bắt đối tượng. Trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, mưa bão, sương mù dày đặc, cán bộ chiến sĩ ăn mì tôm, lương khô, căng mình trong suốt 24 giờ trên 24 giờ. ...17 giờ ngày 16 tháng 9 năm 2017, nhận được tin đối tượng Nguyễn Văn Tình đã vượt tuyến từ Kỳ Sơn, Hòa Bình đến khu vực rừng già huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình, giáp danh với huyện Vân Hồ, Sơn La. Đại tá Phùng Tiến Triển phát lệnh tập trung lực lượng vây bắt. Khi phát hiện đối tượng từ quốc lộ 6 rẽ vào khu rừng thuộc xã Tân Sơn của huyện Mai Châu, Hòa Bình, ban chỉ đạo nhận định đối tượng Tình nhìn thấy lực lượng công an Sơn La đón chặn quá đông, buộc phải rẽ chạy sang rừng để lẩn trốn. Chắc chắn phải có người ở địa phương trợ giúp vào rừng ẩn nấp và sau đó thì tiếp tục tìm đường di chuyển đến bản Lũng Xá, Tà Dê. Nhận định này hoàn toàn chính xác. Trinh sát của ta phát hiện một người Mông ở Pà Cò, Mai Châu, Hòa Bình được đối tượng Tuân chỉ đạo giao nhiệm vụ đón Tình, đưa vào rừng ẩn nấp và tiếp tế đồ ăn. Sau đó thì chọn thời cơ thích hợp để dẫn Tình vào Tà Dê trú ngụ.
bởi Tuân biết rõ công an Sơn La đã đón chặn các ngả đường từ chiều 11 tháng 9. Đại tá Phùng Tiến Triển cùng lãnh đạo cục C47 quyết định nếu không tổ chức vây bắt ngay thì đối tượng sẽ vào được Tà Dê, từ đây sẽ vượt biên sang Lào thì sẽ không thể bắt được nữa. Tiểu ban chuyên án quyết định vây bắt, một mặt bố trí lực lượng công an Sơn La, Mộc Châu, Vân Hồ và có sự phối hợp của công an huyện Mai Châu, Hòa Bình bao vây, chốt chặn một số vị trí trọng yếu để đối tượng không thể vượt cánh rừng già sang Tà Dê, Lũng Xá. Một mặt lực lượng trinh sát dùng xe máy di chuyển tuần tra xung quanh nơi đối tượng đang lẩn trốn. Đồng thời quyết định bắt bí mật khống chế đối tượng người Mông đi đón Tình, che giấu Tình trong rừng. Kế hoạch đưa ra chớp nhoáng, 30 cán bộ chiến sĩ được huy động và đã bắt được ngay đối tượng người Mông này. Khai thác nóng, lúc đầu đối tượng nhất định không khai nhận việc mình được giao nhiệm vụ đi đón và tiếp tế cho Tình. Thiếu tướng Cục trưởng Cục C-47, Phó Cục trưởng Cục C-47, Đại tá Phùng Tiến Triển lựa chọn và quyết định giao trưởng Công an huyện Mộc Châu, Vân Hồ, đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an huyện Vân Hồ trực tiếp thuyết phục đối tượng và đối tượng đã nhận lời hợp tác với lực lượng công an. Ngay sau đó, tổ công tác đặc biệt gồm có 10 trinh sát dày dặn kinh nghiệm, trong đó Công an Sơn La có 7 đồng chí, Công an Hòa Bình 2 đồng chí, Công an 47 một đồng chí có nhiệm vụ trực tiếp vào rừng bắt đối tượng Tình. Trung tá Mai Hoàng, trưởng Công an huyện Mộc Châu, Thượng tá Trần Thanh Sơn, trưởng phòng PV11, Công an tỉnh Sơn La và Thiếu tá Nguyễn Quốc Việt, Phó trưởng Công an huyện Vân Hồ trực tiếp chỉ huy chặn đánh. Toàn bộ phương án bắt giữ đối tượng Tình được bàn bạc, thống nhất sơ bộ. Tổ công tác triệt để sử dụng các thiết bị nghe nhìn ban đêm để di chuyển vào rừng. Khi di chuyển đến địa điểm thì không thấy Tình đâu. Hắn đã kịp chạy vào khe núi cách đó khoảng 120m để ẩn náu. Ngay lập tức, tổ công tác triển khai phương án 2, bố trí 4 trinh sát kỳ cựu, giỏi võ thuật giấu mình trong bụi rậm ở phạm vi hẹp. Còn 6 trinh sát khác lui ra vòng ngoài phía sau để hỗ trợ. Qua biện pháp nghiệp vụ, điều đối tượng Tình từ trong khe núi ra lán nương để ăn cơm, uống sữa. Đúng như kịch bản, 30 phút sau, đối tượng Tình từ khe núi di chuyển ra lán nương. Trong cơn đói khát, nhìn thấy mấy hộp sữa, hắn vồ lấy, ngửa cổ uống. Trinh sát định hành động ngay nhưng vì thấy hắn đói quá nên đã để hắn uống đến hộp sữa thứ hai. Lúc này, 4 trinh sát đã lao vào quật ngã đối tượng. Đồng thời, 6 trinh sát khác cũng có mặt kịp thời để hỗ trợ. Đối tượng đã bị bắt giữ một cách mau lẹ đến không ngờ. Liên quan đến vụ việc, Bộ Công an cho biết lãnh đạo Bộ Công an đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với Thượng tá Đinh Ngọc Hải, giám thị trại giam T16 và hàng loạt cán bộ khác để làm rõ trách nhiệm trong vụ để 2 tử tù vượt ngục. Các cán bộ này bị tạm đình chỉ công tác để làm rõ trách nhiệm và xem xét hình thức kỷ luật trong vụ việc 2 tử tù bỏ trốn. Trong thời gian này, Bộ Công an đã bổ nhiệm một trưởng phòng thuộc Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra C44 Bộ Công an làm giám thị mới của trại tạm giam T16 thay cho ông Hải. Liên quan đến vụ án này, trước đó ngày 15 tháng 9, Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra hành vi thiếu trách nhiệm dẫn đến việc 2 tử tù bỏ trốn. Căn cứ kết quả kiểm tra xác minh, cơ quan điều tra đã xác định một số cán bộ quản giáo, chiến sĩ thuộc trại tạm giam T16 Bộ Công an thiếu trách nhiệm trong quá trình quản lý giám sát, canh gác phạm nhân để cho 2 tử tù Lê Văn Thọ và Nguyễn Văn Tình bỏ trốn. Những thông tin trên cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.